Xin chào tất cả các em. Rất vui hôm nay chị lại được cùng đồng hành với các em trong những tiết học học tiếng Việt. Và xin mời các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trang 12, trang 13 và bài 5. Hôm nay chúng ta cùng nhau học nội dung bài mới nhé. Buổi học hôm trước, chị và các em đã cùng nhau học thanh điệu, đó chính là dấu hỏi và dấu nặng. Và bài trước nữa chúng ta đã học là dấu sắc. Hôm nay chúng ta cùng nhau học hai dấu còn lại trong bảng thanh điệu tiếng Việt, đó chính là dấu huyền và dấu ngã. Chị nhắc lại, đây là dấu huyền, còn đây là dấu ngã. Vậy khi trước chữ cái kết hợp với các thanh điệu này, chúng ta sẽ đánh vần như thế nào và chúng có những tiếng khác nhau như thế nào? Chị và các em cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên, mời các em hãy nhìn vào những bức tranh trong sách giáo khoa. Đây là hình ảnh những sự vật rất quen thuộc đối với chúng ta. Các em hãy nhìn vào bức tranh và sau đó hãy đọc tên các sự vật được vẽ trong bức tranh này là gì nhé. Trước tiên, đây là một loại cây có quả tròn tròn. Đây là cái gì các em có biết không? Đây chính là cây dừa. Cây dừa. Bây giờ chị sẽ lấy cây dừa ra cho các em xem nhá. Đây chính là cây dừa này các em. Cây dừa này có đặc điểm đây, các em hãy nhìn xem nào. Đặc điểm nó có những cái trái quả màu xanh rất to, và mùa hè thì chúng ta dùng nó để uống thì rất mát. Đây chính là cây dừa. Đây là cây dừa nha các em. Cây dừa. Và chỉ có tiếng đầu tiên, đó chính là tiếng dừa. Chúng ta có tiếng đầu tiên, đó chính là tiếng dừa. Đúng rồi, chính xác. Tiếp theo nha, đây là con gì các em nhỉ? Con gì rất quen thuộc trong mọi gia đình chúng ta. Con này rất thích ăn cá và hay bắt chuột. Đây là con gì các em? Đây chính là con mèo. Đúng rồi, và bây giờ chị sẽ bắt con mèo cho các em xem nha. Đây chính là một con mèo. Con mèo vàng rất là đáng yêu. Các em nhìn thấy không? Con mèo vàng rất đáng yêu. Con mèo này chuyên gia bắt chuột đó. Vậy chị có tiếng thứ hai, đó chính là tiếng mèo. Tiếp theo, đây là hình ảnh của con vật gì các em? Con này là con gì? Đó chính là con gà. Đúng rồi, đây là một con gà. Và chị sẽ bắt con gà cho các em xem nhé. Đây là một con gà mái. Con gà mái đó rất chi là béo ú. Con gà mái này đẻ trứng rất là giỏi. Đây chính là một con gà. Và chị có tiếng thứ ba, đó chính là tiếng gà. Rồi. Tiếp theo, đây là hình ảnh con gì các em? Đây là một con cò. Con cò là hình ảnh quen thuộc trong những bài hát ru hồi nhỏ mà mẹ hay ru các em ngủ đó. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Đây là hình ảnh con cò. Bây giờ chị sẽ bắt con cò này cho các em xem nó như thế nào nha. Đây xin giới thiệu với các em, đây là một con cò. Con cò này có đặc điểm nó là màu trắng, cổ dài và chân của nó rất chi là dài luôn. Đây là một con cò. Và chỉ có tiếng thứ tư, đó chính là tiếng cò. Tiếng cò. Các em hãy nhìn những từ chữ chị vừa viết ở trên. Những từ này được cấu tạo bởi những chữ cái khác nhau trong bảng chữ cái tiếng Việt, đúng không nhỉ? Nhưng có một đặc điểm chung duy nhất, đó chính là đều dùng một dấu, đó chính là dấu huyền. Đây chính là dấu huyền các em ạ. Đây là dấu huyền. Dấu huyền có đặc điểm là hơi chích nghiêng sang bên phải và viết bên trên chữ cái.
Vậy khi dùng dấu huyền thì những từ này chúng ta sẽ đánh vần như thế nào? Sau đây các em hãy nghe chị đọc một lần và các em hãy đọc theo nhé. Giờ ưa dưa huyền dừa. Giờ ưa dưa huyền dừa. Mờ eo meo huyền mèo. Mờ eo meo huyền mèo. G a ga huyền gà. G a ga huyền gà. C o co huyền cò. C o co huyền cò. Sau đây chị sẽ hướng dẫn các em cách viết dấu huyền sao cho chính xác nhé. Đây chính là dấu huyền. Đó, các em nhìn thấy không ạ? Đây là dấu huyền. Vậy dấu huyền chúng ta sẽ viết như thế nào? Các em hãy theo dõi chị nhé. Chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ viết từ trên xuống dưới và hơi chếch sang bên phải. Ta có dấu huyền. Dấu huyền. Dấu huyền. Và dấu huyền. Rất đơn giản phải không các em? Vậy các em có thấy dấu huyền của chúng ta có một đặc điểm gì tương đồng với một thanh điệu mà chúng ta đã được học từ bài trước không? Đó chính là dấu sắc. Vậy làm thế nào để phân biệt dấu huyền và dấu sắc đây? Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em nhé. Đây là dấu gì các em? Đây là dấu sắc. Dấu sắc cũng là một đường thẳng. Chúng ta viết từ trên xuống dưới và hơi chếch nghiêng sang bên tay trái. Bên tay trái. Còn dấu huyền của chúng ta thì sao nhỉ? Dấu huyền của chúng ta thì ngược lại. Nó cũng là một đường thẳng nhưng viết từ trên xuống dưới nhưng nó lại chếch nghiêng sang bên phải. Vậy khi các em tập đọc hoặc khi chúng em viết, các em viết chính tả thì làm thế nào để phân biệt được rõ hai thanh điệu này thì các em hãy chú ý vào đây nha. Để phân biệt được một cách chính xác khi các em phân vân giữa thanh huyền và thanh sắc thì các em hãy giơ cái tay của mình ra. Các em chụm tay vào như thế này. Đó, các em chụm tay vào như này cho chị. Đây là thanh huyền và thanh sắc. Đó, chúng ta sẽ chụm tay vào như thế này nha. Đó. Tay trái của chúng ta chích nghiêng sang thì thể hiện tượng trưng cho thanh sắc. Còn tay phải của chúng ta chích nghiêng như thế này tượng trưng cho dấu huyền. Đó, dấu sắc, dấu huyền, dấu sắc, dấu huyền. Khá đơn giản đúng không nhỉ? Vậy khi nào các em tập đọc hoặc các em viết chính tả mà các em phân vân, ồ không biết dấu này là dấu gì nhỉ? Dấu này là một đường thẳng nhưng mà không biết là dấu huyền hay dấu sắc thì các em hãy đưa tay của mình ra. Ồ, dấu này không theo chiều của tay trái, vậy nó theo chiều của tay phải, vậy đây chính là dấu huyền. Đúng rồi, và ngược lại. Khi gặp một từ mà chúng ta thấy có một thanh điệu viết như thế này và chúng ta không phân vân, không biết đây là dấu sắc hay là dấu huyền thì các em hãy đưa tay của mình ra và các em so sánh. Ồ, dấu này không theo chiều của tay phải mà thay theo chiều của tay trái, vậy đây là dấu sắc rồi. Và chúng ta đánh vần thành dấu sắc nhé các em. Vậy chị nhắc lại, khi các em phân vân không phân biệt được dấu nào, các em hãy đưa tay của mình ra. Đó, tay trái chúng ta sẽ tượng trưng cho dấu sắc, còn tay phải chúng ta tượng trưng cho dấu huyền. Và chúng ta xem xét đó chính là dấu gì và chúng ta đọc tên nó. Dấu sắc, dấu huyền, dấu sắc, dấu huyền, dấu sắc, dấu sắc, dấu huyền, dấu huyền. Rất đơn giản đúng không các em? Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau học là thanh điệu thứ 5, đó chính là dấu ngã. Đây là dấu ngã. Đặc điểm của dấu ngã thì các em thấy nó hơi cong cong uốn lượn như hình con như con sâu đúng không nhỉ? Đây là dấu ngã rất là đơn giản, phân biệt một cách rất là rõ ràng, không giống như dấu huyền và dấu sắc.
Vậy thanh ngã này chúng ta sẽ đánh vần như thế nào, cách đánh vần và cách viết ra sao thì các em cùng chị tìm hiểu nhé. Các em hãy nhìn vào bức tranh sau. Nhìn vào những bức tranh này, các em hãy đọc tên cho chị bức tranh này đang miêu tả sự vật hay là hành động gì. Các em bé này đang làm gì các em nhỉ? Em bé này đang vẽ một bức tranh. Vậy chị có tiếng vẽ. Chị có tiếng vẽ. Tiếp theo, các em thấy bạn này đang làm gì? Bạn này đang giơ tay làm gì với một tư thế rất là dũng mãnh? Đây chính là bạn đang tập võ. Chị có tiếng võ. Còn cái đây là cái gì các em có biết không nhỉ? Đây là cái võng. Cái võng để cho chúng ta ngồi, chúng ta đung đưa. Đây là cái võng. Chị có tiếng võng. Chị có tiếng võng. Ủa rồi, tiếp theo cái này là cái gì các em? Đây là một khúc gỗ. Một khúc gỗ khô. Chị có tiếng gỗ. Có tiếng gỗ. Vậy tương tự các em hãy nhìn vào những từ mà chị vừa viết ở trên. Các em thấy có được điểm gì giống nhau và khác nhau? Các tiếng này thì đều được cấu tạo bởi những chữ cái trong bảng tiếng Việt, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là đều dùng dấu thanh điệu, đó chính là dùng dấu hỏi. Các em có thấy không nhỉ? Dấu hỏi. Các dấu hỏi đều được viết lên trên chữ cái và được viết lên trên các nguyên âm. Đây chính là các nguyên âm. E là nguyên âm, O nguyên âm, O, O đều là những nguyên âm trong tiếng Việt. Và các thanh điệu đều được viết lên các nguyên âm các em nhé. Vậy các em để ý, các chữ này đều có thanh điệu là dấu hỏi. Vậy khi có dấu hỏi thì những từ, những tiếng này chúng ta đánh vần như thế nào? Các em cùng chị đọc nhé. V, E, V, ngã, vẽ. V, E, V, ngã, vẽ. V, O, vo, ngã, võ. V, O, vo, ngã, võ. V, ong, vong, ngã, võng. V, ong, vong, ngã, võng. G, O, go, ngã, gỗ. G, O, go, ngã, gỗ. Dấu hỏi là khá đơn giản đúng không các em nhỉ? Đơn giản từ cách viết rồi cách nhớ, cách đánh vần cũng không hề khó. Sau đây chúng ta cùng luyện tập ghép thanh điệu với những chữ cái mà chúng ta đã học. Vâng, đây là những chữ cái mà chúng ta đã được học từ bài trước, đã khá quen thuộc được đúng không các em? Đây là chữ bờ, chữ e, ghép với nhau ta có tiếng be. Còn đây là thanh gì nhỉ? Thanh gì mà chúng ta vừa học và trích nghiêng sang bên tay phải đó? Đó là thanh huyền. Vậy khi ghép thanh huyền với tiếng này thì chúng ta sẽ đánh vần như thế nào? Các em cùng đọc nha. Bờ, e, be, huyền, bè. Bờ, e, be, huyền, bè. Tiếng bè được cấu tạo bởi âm bờ đứng trước âm e, dấu huyền trên đầu âm e. Ta có tiếng bè. Tiếp tục nào. Đây là dấu gì các em? Đây là dấu ngã. Dấu ngã. Chúng ta đánh vần. Bờ, e, be, ngã, bẽ. Bờ, e, be, ngã, bẽ. Tiếng bẽ. Âm bờ đứng trước âm e. Dấu ngã trên đầu âm e. Tiếp theo, xin mời các em hãy xem sách giáo khoa trang 13. Tác giả giới thiệu cho chúng ta một sự vật, đó chính là chiếc bè. Đó, các em có nhìn thấy chiếc bè không? Đặc điểm của chiếc bè này là được ghép bởi nhiều các thanh tre, thanh nứa có thể nổi trên mặt nước lại với nhau. Và người ta dùng chiếc bè này để đi trên sông. Đó, bây giờ chị sẽ lấy chiếc bè ra để cho các em có thể hình dung rõ hơn về sự vật này nhé. Đó, đây chính là chiếc bè. Các em có thấy không? Đây là chiếc bè. Chiếc bè được tạo thành bởi những thanh tre hoặc thanh gỗ tròn có thể nổi được trên mặt nước. Đây chỉ là mô hình thôi nha các em. Chị làm từ giấy.
Đây là hình ảnh của chiếc bè ngoài đời nó như thế này đấy các em ạ. Thanh tre được kết lại với nhau rất đơn giản như thế này thôi. Những cái thanh tre này có thể được nổi trên mặt nước và người ta có thể đi trên sông. Bây giờ các em hãy xem chiếc bè của chị đi trên sông trông như thế nào nhé. Vậy là bài học dạy hai thanh điệu cuối cùng của chị đến đây là kết thúc rồi. Các em về nhà hãy cố gắng luyện tập đầy đủ cả 5 thanh điệu để làm thế nào chúng ta có thể phân biệt và nhớ chính xác tên gọi của 5 thanh điệu này nhé. Chị xin nhắc lại, chúng ta có 5 thanh điệu bao gồm thanh huyền, thanh ngã, thanh hỏi, thanh nặng và thanh sắc. Trong 5 thanh điệu này thì các em cần phải chú ý một điều đặc biệt, đó chính là cần phải phân biệt rõ dấu sắc và dấu huyền. Về phương pháp phân biệt chị đã hướng dẫn các em ở bài học trên rồi, các em cần phải chú ý nha. Còn bây giờ bài học của chị đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video dạy học tiếp theo. Bye bye!